Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta mỗi lần đến nhà của Chúa thì có những phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Như tác giả của Thi Thiên nói, 1 ngày ở trong nhà của Chúa hơn 1000 ngày ở bên ngoài. Mình xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ nếm trải được phước hạnh đó ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong một loạt bài mà chúng tôi thấy sự hướng dẫn của Chúa để cùng với ông bà anh chị em chúng ta học để gỡ rối tơ lòng cho đời sống của chúng ta, không phải chỉ là tình yêu, vì có những điều ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không giải thích được. Có những việc mà trong cuộc đời tin cậy Chúa của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có những lúc nó không xảy ra như chúng ta định. Thì làm sao chúng ta giải quyết những vấn đề này? Chúng ta đã cùng suy nghĩ Chủ nhật vừa qua về phép lạ của sự chữa lành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thừa quyền năng và rất muốn chữa lành cho chúng ta. Chúng ta không nghi ngờ về điều đó. Nhưng có những lúc Chúa không chữa, Chúa trì hoãn, hoặc là Ngài có một chương trình khác hơn là điều chúng ta mong ước. Mặc dù chúng ta tin rằng đáng lý ra Chúa nên chữa lành, Chúa nên làm như vậy thì danh Chúa được cả sáng và có rất là nhiều cái lợi điểm cho công việc nhà của Chúa. Nhưng mà đường lối của Chúa khác hơn đường lối của chúng ta. Thời điểm của Chúa khác hơn thời điểm của chúng ta. Đức Chúa Trời không có lệ thuộc vào thì giờ trên cái đồng hồ của chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng cầm giữ thì giờ của thế giới vũ trụ này, ở trong tay của Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Cho nên thời điểm của Chúa chắc chắn là khác hơn của chúng ta. Và chúng ta nhờ cậy Chúa mà chúng ta đã được nhắc nhở rằng khi việc nó không xảy ra theo ý của mình thì có thể lắm đó là cái sự chữa lành mà chúng ta mong đợi. Nếu nó can thiệp hay là nó đụng chạm đương đầu với lại cái chương trình đặc biệt của Chúa cho đời sống của chúng ta thì Chúa Ngài quyết định theo quyết định trong sự khôn ngoan của Ngài. Trong trường hợp đó chúng ta đã được nhắc nhở hôm Chủ nhật tuần rồi. Chúng ta đặt nó vào ở trong cái dạng hồ sơ gọi là không thể giải thích được. Rồi chúng ta tiếp tục tấn tới bước đi trong ơn của Chúa. Và khi chúng ta giải quyết được điều đó, lòng tin của chúng ta nơi một Đức Chúa Trời, chúng ta chọn cảm tạ ngợi khen Ngài, không dựa trên những gì Chúa làm hay là không làm, nhưng mà chúng ta thờ phượng Chúa, ngợi khen Ngài vì Chúa là ai. Chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành, Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài qua các danh mà chúng ta đã hát ở trong tuần rồi. Và sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện thì Chúa cho Nguyễn Thành Đức cũng đã nhắc lại cho chúng ta. Chúa của chúng ta là đấng tất cả những điều mà Ngài đã giới thiệu cho chúng ta đó. Ngài có quyền để làm tất cả mọi sự. Ngài có quyền để bước vào và can thiệp vào trong hoàn cảnh nhu cầu của chúng ta. Và chúng ta giao cái quyết định tối hậu ở trong tay của Ngài. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta giao trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa, hôm nay thì tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một trăn trở khác. Mà có thể có ai đó trong chúng ta đã bị mắc kẹt ở trong việc chúng ta cùng học về phép lạ của sự bảo vệ. Có nhiều mà chúng ta mong đợi sự bảo vệ của Chúa nhưng mà nó không xảy ra. Và lúc chúng ta chưa hiểu, có thể chúng ta bị mắc kẹt với điều đó. Có bao giờ anh chị em xin Chúa như thế này: xin Chúa cứu con. Và nếu Ngài cứu con hôm nay, con sẽ phục vụ Ngài mãi mãi. Giúp con làm bài kiểm này được điểm tốt. Hay là xóa cái giấy phạt vì con bị cảnh sát bắt lại vì con chạy xe quá tốc độ. Hay là đưa con về nhà an toàn vì hôm nay con uống hơi nhiều. Con sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Con sẽ không bao giờ lười biếng để ôn bài học bài nữa. Con sẽ lái xe một cách cẩn thận hơn. Nếu có thì đối với mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta là những đứa con ích kỷ. Chúng ta mặc cả với Chúa. Chúa làm thì rồi con hứa con sẽ làm điều này điều kia. Không, chúng ta phải đến với Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng yêu thương chúng ta với tình yêu vô điều kiện của Ngài. Và chúng ta phải đặt lòng tin trong cậy nơi Chúa một cách trọn vẹn là Chúa Ngài có cái quyền quyết định. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta giao trong tay của Chúa quyết định tối hậu của Ngài. Chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà nhớ là khi Chúa đáp lời, chúng ta để Chúa đáp lời theo cách của Ngài. Đức Chúa Trời có quyền để cứu rỗi, có quyền để bảo vệ khỏi những nguy hiểm một cách kỳ diệu. Như Thi Thiên 37 câu số 39 lời Chúa chép: sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồng lý của họ trong lúc gian truân. Tôi đọc lại anh chị em để ý đến các chữ quan trọng. Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồng lũy của họ trong lúc gian truân. Chúa là đồng lũy của chúng ta trong những lúc gian truân. Nhớ là chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa của chúng ta là đấng có quyền để quyết định công việc đó. Năm 1972, ba tôi dắt tôi đến một cái tiệm cắt tóc. Rộng giao tôi với người cắt tóc và nói rằng xin cắt tóc cho nó. Rồi ba tôi đi về. Trong lúc tôi ở đó để chờ đợi đến lượt của mình, thì sau khi chờ đợi thì đến phiên của tôi. Tôi đang lên ghế, người cắt tóc đến cái khăn, bắt đầu lấy phấn và chấm chấm ở trên đầu chuẩn bị để đưa tông nơ lên hết. Thì có một người lớn tuổi bước vào và nói rằng bác có chuyện rất là gấp, con nhường cho bác cắt trước, bác sẽ trả tiền cắt tóc cho con hôm nay. Nghe nói mình được trả tiền cắt tóc miễn phí mà cũng không có sự lựa chọn, bởi vì người lớn trong xã hội của chúng ta mà nói như vậy thì chúng ta không có quyền để nói rằng xin lỗi ông là ai, đi chỗ khác chơi không, thì chúng tôi lễ xuống. Ở trong cái chỗ cắt tóc đó có một cái bàn và người ta chơi cờ tướng ở tại đó. Tôi nhớ đứng và ghé xem coi người lớn đánh cờ tướng. Thì thình lình tôi nghe trong lòng có một tiếng nói: con rời đây gấp. Tôi bước ra và trở về nhà thì cái tiệm cắt tóc cách nhà của ba mẹ của tôi là khoảng 6 căn nhà. Khi tôi vừa bước vào trong thì nghe một tiếng nổ rất là lớn. Có một quả tiễn rơi trúng ở chỗ đó và 6 người trong đó chết. Ba của tôi ở bên quán cà phê khi thấy cái chỗ đó nổ như vậy, ông nói rằng chắc chắn là tôi ở trong đó rồi. Ông chạy và la lên: thằng Khánh. Và khi đến nơi thì không thấy tôi tới đó. Về nhà thì thấy tôi đang ở trong nhà. Tôi nhớ khi tò mò nhìn thì thấy khi người ta khiêng ra cái người mà đã thế cho tôi ngồi trong cái ghế đó. Đầu cái ông chỉ mới hớt được phần nửa. Người thợ cắt tóc, ông úp bâu, tay vẫn còn cầm cái tông đơ, chết tại chỗ. Cái điều đó thì tôi đặt một cái câu hỏi, đó là sao con được sống trong khi 6 người kia chết? Và càng học biết về Chúa thì càng biết rằng Chúa yêu những người đó như Ngài yêu chúng ta. Nhưng tại sao? Cái đó không lâu thì một cái kinh nghiệm khác cũng xảy ra. Có hai đứa bạn cùng tuổi. Chúng tôi chơi với nhau, đạp xe đạp đi chơi với nhau. Một đứa tên Khỉ, một đứa tên Lâm. Thường là chúng tôi chơi chung với nhau, đạp xe đạp đi chơi chung với nhau. Nhưng vì một cái lý do nào đó, hôm đó thì tôi không có đi với hai bạn. Ở quê của tôi thì có cái việc đó là có những chiếc bay trực thăng. Là đáp xuống là tại sân banh hay là đáp ở trước cái bãi đậu của ở trước cái dinh của quận trưởng. Khi mà máy bay đáp như vậy thì gây một cái sự thích thú của những đứa trẻ chạy đến đó xem. Và khi máy bay cất cánh lên trở lại cũng vậy. Thì hôm đó chuyện này ba của Heroes biết, vì lúc bây giờ là phi công của trực thăng ở tại Cần Thơ. Thì người ta có một cái việc mà thường làm, đó là khi thèm ăn vịt quay thì họ bay từ Cần Thơ đến Tân Châu để mua được mấy con vịt quay, bởi vì tại đó có một cái cửa tiệm nhỏ nhưng mà bán vịt quay ngon nhất miền Nam. Và hôm nói khi người phi công kéo cái cần của mình để nhấc cái chiếc máy bay của mình lên thì cái cản nó bị kẹt vào trong cái vỉ sắt. Ráng cố gắng kéo lên như vậy, khi cái vỉ sắt nó rớt thì máy bay mất thăng bằng, lật xuống và cánh gãy ra và đang đi như vậy. Thì bao nhiêu đứa trẻ chết. Hai đứa bạn Khỉ và Lâm ở trong xóm cách nhà của tôi chỉ có một cái xác bên nhà và một cái là 4 căn. Ba của tôi khi nghe như vậy thì ông cũng chạy đi tìm, bởi vì nghĩ rằng tôi chắc là cùng một số phận với Khỉ với Lâm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lúc đó tôi đang ngủ trưa. Những việc như vậy cho tôi một cái sự nhận biết rằng trước khi chúng ta đối diện với những nan đề trong đời sống thì Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho đời sống của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự. Vì nếu hôm đó mà tôi không bước xuống khỏi cái ghế cắt tóc đó, thì đời sống của tôi không có được như ngày hôm nay. Nó đã dừng lại lâu rồi. Và cảm ơn Chúa, quý bạn chị em là những người đang nghe bài giảng này, đang ngồi trong nhà thờ này. Bởi vì Đức Chúa Trời để dành cuộc đời của tôi cho chương trình của Chúa trong sự kêu gọi của Ngài. Đây là một ý tưởng xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết. Có Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài. Đấng có quyền để bảo vệ chúng ta. Cái phép lạ của sự bảo vệ của Ngài có thể thể hiện trong đời sống của chúng ta, bởi vì Ngài thừa quyền năng để có thể bảo vệ chúng ta, và Ngài cũng rất muốn bảo vệ chúng ta. Nhưng cũng có những giây phút mà chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới đã bị hư hoại bởi tội lỗi, đã bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi. Có những con người, những tội nhân sống ở trong cái thế giới này. Có những quyết định của những người khác có thể làm cho chúng ta đối diện với những cái nan đề, những cái thách thức, những sự khó khăn trong đời sống. Và chúng ta có quyền kiểm soát. Ví dụ như có một người uống rượu say và chọn ngồi phía sau tay lái để lái chiếc xe đó từ chỗ mình nhậu nhẹt về đến nhà. Ở trên đường về đã gây tai nạn và làm chết những người suốt đời đã chọn lái xe an toàn là không có uống rượu, giữ luật và lái một cách rất là tốt, giữ tốc độ vân vân. Nhưng mà không thể đoán trước được là có một người say rượu, vô trách nhiệm, ngồi vào trong tay lái và lái xe tông vào và khiến cho mình mất những người thân thương của mình. Chúng ta sống ở trong một thế giới mà nó là những điều Kinh Thánh gọi là chúng ta đang sống một cuộc sống tạm bợ ở trên đời này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời đời đời. Và Ngài hứa với chúng ta rằng có sự sống đời đời với Chúa, là nơi mà không còn có những thứ này nữa. Chúng ta không cần sự bảo vệ của Chúa cho những cái khó khăn trong đời sống, những nan đề trong đời sống, những thách thức ở trong đời sống. Khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, thì đó là cái phước hạnh mà chúng ta sẽ được hưởng đời đời. Và khi Chúa Ngài cho phép những sự khó khăn xảy ra trong đời sống này, trong đời sống của chúng ta, là Chúa Ngài muốn kéo tấm lòng của chúng ta để chúng ta hướng về quê hương đời đời của chúng ta. Ở đây cũng là một chương trình hết sức là lớn lao. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc đời ở trên đất này chúng ta sẽ gặp những hoạn nạn, khó khăn tạm thời. Và điều đó là điều chúng ta sẽ đối diện trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều đó. Và là con cái của Chúa, chúng ta tạ ơn Ngài và tiếp tục cầu nguyện xin sự bảo vệ của Chúa như Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Xin Chúa để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi những điều ác. Trong nguyên tác và trong tiếng Anh thì còn mang cái hình ảnh không phải là những điều ác mà kẻ ác. Mà kẻ ác đó chữ hoa cho nên Satan, kẻ thù chung của chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện cái điều đó thường xuyên. Bởi vì Chúa có quyền bảo vệ và Ngài cần chúng ta dâng lời cầu nguyện để Chúa có thể nhúng tay vào. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai cái suy nghĩ lớn. Xin Chúa cho để khi chúng ta nắm được hai điều này sẽ giúp cho chúng ta giải thích được tại sao có những lúc Đức Chúa Trời là đấng thừa quyền năng để bảo vệ, rất muốn bảo vệ, nhưng Ngài không bảo vệ chúng ta trong một số những hoàn cảnh. Ý nghĩa đầu tiên đó là rất lâu trước khi chúng ta đối mặt với một nan đề, Đức Chúa Trời đã có sẵn một kế hoạch. Rất lâu trước khi mưa làm ngập lụt cả trái đất, thì Đức Chúa Trời Ngài đã có kế hoạch cho Noe, gia đình của ông, ba con trai, ba con dâu, vợ của ông và một số thú vật mà Chúa Ngài sẽ dắt đưa đến để đi vào ở trong con tàu và Chúa đã truyền lệnh cho ông để đóng. Trước khi Giô-na bị ném xuống biển, thì Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn một con cá để nuốt ông. Ông đi một chuyến đi 3 ngày 3 đêm để đến cái nơi mà Chúa đã định để ông có thể rao giảng một sứ điệp. Và cái kết quả là 100%, từ vua cho đến những đứa trẻ chưa biết phân biệt giữa tay trái và tay phải đều ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. Trước khi dân Israel bị quân đội Egypto dồn vào chân tường, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Kế hoạch đó của Chúa đó là bởi quyền năng mà Ngài đã đổ vào trong cây gậy mà Mô-xê đã dâng cho Chúa. Ngài rẽ nước cho dân sự của Chúa đi. Trước khi tin xấu về sức khỏe, mất việc mà chúng ta có thể đối diện, Đức Chúa Trời có một kế hoạch. Việc mà chúng ta trong ngày hôm nay cùng nghiên cứu để xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta trong lúc đối diện với những sự khó khăn này, thì chúng ta chọn lòng tin của chúng ta nơi Chúa một cách đúng đắn, để rồi chúng ta sẽ thấy kế hoạch của Chúa sẽ thể hiện một cách trọn vẹn ở trong đời sống của chúng ta. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một câu chuyện ở trong Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 16 cho đến câu số 40. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh này và chúng ta theo dõi. Công vụ chương 16 từ câu 16 cho đến 40. Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phaolô và chúng tôi la lớn: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phaolô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng: ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phaolô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Khi dẫn đến trước các quan tòa, họ tố cáo: những người này là những người Do Thái gây rối loạn trong thành phố của chúng ta, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông vào dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại. Khoảng nửa đêm, Phaolô và Si-la đang cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các nền ngục rung động. Lập tức tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa nhà giam đều mở toang, tưởng các tù nhân đã trốn hết nên rút gươm định tự sát. Nhưng Phaolô kêu lớn lên: chớ làm hại mình, chúng tôi đều còn cả đây. Viên quan ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phaolô và Si-la. Rộng đưa hai người ra ngoài và hỏi: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Hãy sứ đồ truyền đạo Chúa cho ông và tất cả những người ở trong nhà của ông nữa. Trong đêm ấy vào 9 giờ đó, viên cai ngục đem hai ông rửa các vết thương, rồi lập tức ông và cả gia đình đều nhận báp têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thiết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, các quan tòa sai cảnh vệ nói với viên cai ngục: hãy trả tự do cho các người ấy. Vậy viên cai ngục bảo Phaolô: các quan tòa đã ra lệnh cho tôi thả tự do cho các ông, vì thế hãy ra và đi bình an. Nhưng Phaolô nói với họ: chúng tôi là công dân Roma, thế mà khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam vào ngục. Bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi sao? Không thể được, họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi. Các quan tòa nghe cảnh vệ trình lại các lời ấy thì sợ hãi vì biết hai ông là công dân Roma. Vậy họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành. Khi ra khỏi tù, hai sứ đồ vào nhà Lydie thăm viếng, khích lệ anh chị em rồi lên đường. Một câu chuyện đầy những cái tình tiết mà chúng ta thấy rất là đặc biệt ở tại đây. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ học và rút ra một số những điều để chúng ta áp dụng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Và đặc biệt, chiều hướng đi của sứ điệp này là trước khi chúng ta ra về, xin Chúa cho để nhiều người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa và sự chữa lành của Ngài cho những thương tổn trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu 16 này cung cấp cho chúng ta một cái điều mà chúng ta cần để ý đến ở tại đây. Nó đã diễn ra. Chúng ta nhớ Phaolô, ông muốn tìm cách để đi vào Tiểu Á, tức là Á Châu của chúng ta đó, để giảng tin lành của Chúa, thì Chúa Thánh Linh không cho phép. Rồi trong giấc ngủ, trong giấc mơ, ông thấy một cái giấc mơ, một cái điềm chim bao. Đó là con người từ xứ Macedonia, tức là Âu Châu, mời ông sang để giúp đỡ. Thì chúng ta thấy tại đây ông đáp ứng lại vào cái thành phố Philip mà câu chuyện này đang diễn ra, là cái nơi mà Phaolô đến thuộc về Âu Châu. Ông đến đó thì ông đã gặp một số những phụ nữ ngồi bên bờ sông để học lời của Đức Chúa Trời. Chúa này cho Phaolô được ơn của Chúa đến để giúp đỡ. Lydie đã được cứu và đã mời đoàn truyền giáo về nhà của mình và mở cửa nhà để có thể phục vụ. Và trong lúc ở đó thì Phaolô, Si-la và tại đây có thể là Luca đã nhập vào ở trong đồng truyền giáo. Cho nên chúng ta thấy cái chữ chúng ta tại đây, Phaolô, Si-la và chúng ta. Đồng truyền giáo đi rao giảng lời của Chúa. Thì có một thiếu nữ chạy ra phía sau và cứ ầm ĩ lên. Những điều mà chúng ta thấy ở tại đây, những người ấy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Câu này nói rất là đúng. Nhưng mà cái nghề của cô đó, cộng thêm với cái điều này, nó sẽ gây một cái ảnh hưởng kéo người ta đi vào ở trong thế giới của tối tăm. Vì cô này có một con quỷ tên là quỷ phi tôn, tức là quỷ của bối hoa. Nó nhập vào trong người này, khiến cho cô đang nói về tương lai, cô đang bói toán cho nhiều người. Mà bây giờ thì cô đi phía sau các đầy tớ của Chúa và công bố đây là những tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đi đến để rao giảng cho các người đạo của sự cứu rỗi. Tất cả những điều đó đúng. Nhưng mà Phaolô và Si-la cực lòng về việc này, bởi vì hành động và ảnh hưởng của con quỷ phi tôm này ở trong cái cô này. Nó nói cái điều này là đúng sự thật. Họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đang giảng về đạo của sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà ra từ miệng của cái người thiếu nữ này thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người nói đúng quá, cho nên đặt lòng tin vào. Phaolô không chấp nhận điều đó, không để cho quỷ nó mượn cái miệng của cô này để hành động và làm việc, rồi tiếp tục kéo người ta đi vào ở trong cái đời sống bị ảnh hưởng của quyền lực của sự tối tăm. Nên Phaolô đã nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và đuổi con quỷ ra khỏi người này. Khi quỷ ra, nó xuất ra rồi, cô này không còn bói toán được nữa. Trước đây cô làm cho chủ của mình có nhiều tiền, cô là một nữ nô lệ. Nhưng mà bây giờ thì cô cái khả năng để có thể bói toán đó không còn nữa. Thì chúng ta có thể thấy mấy ông chủ này, nói theo người Mỹ nói là mất một con bò sữa mập. Là người Việt Nam của chúng ta thì cái nồi cơm bị đập bể. Và thấy cái đứa đầy tớ này nó không còn lợi ích gì nữa, bởi vì bây giờ nó hồi xưa nó làm ra tiền cho mình, mà bây giờ nó không còn có khả năng để làm ra tiền nữa. Thì chúng ta thấy ở đây, qua cái việc ích kỷ của con người, thì thấy cái đứa tớ gái của mình mà nó được tự do như vậy, nó lấy phải mình chứ. Nhưng mà không, những con người chúng ta thấy tội nhân nó là như vậy, nó chỉ nghĩ đến cái túi tiền của nó mà thôi. Họ tức giận. Vì vậy họ đã nói những lời dối trá về Phaolô và Si-la và bắt đầu một cuộc bạo loạn vô căn cứ. Họ nói gì? Những người này là những người Do Thái gây rối loạn thành phố của chúng ta. Có không? Chúng ta chưa thấy có một chi tiết nào để nói rằng đây là tin tức đúng. Họ nói như Tổng thống Trump is fake news, tin giả. Nhưng mà họ dựng chuyện lên để họ làm, dạy dỗ các phong tục mà chúng ta không thể chấp nhận hay thực hành, vì chúng ta là người Roma. Không có. Họ cũng không biết là Phaolô có quyền công dân La Mã, Roma. Và đây là một trong những điều mà chúng ta có thể học được tại đây. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Phaolô và Si-la bị đánh đập, bị bỏ tù, bởi vì những lời vu khống, vô căn cứ, hoàn toàn sai. Và Phaolô và Si-la thấy mình là nạn nhân của những lời dối trá trong cuộc bạo động này. Công vụ chương 16 câu 22-23 nói đoàn dân cũng nổi lên chống hai ông. Các quan tòa ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Đám đông cũng tham gia vào tấn công Phaolô và Si-la. Rồi các quan tòa cũng xử theo như đám đông, ra lệnh lột quần áo và đánh đập họ. Họ bị lột trần và bị đánh bằng roi. Rồi sau khi bị đánh bằng roi nặng nề, họ bị tống vào trong tù và viên cai ngục được lệnh phải canh giữ họ một cách cẩn thận. Cho nên đã ở trong tù, ở phía sau cửa, họ còn phải bị cùm chân. Chúng ta thấy gì ở trong điều này? Phaolô và Si-la đang phục vụ Đức Chúa Giê-xu. Họ đang trung tín làm những gì Chúa kêu gọi họ làm. Với cái điều mà làm cho chúng ta ở đây cũng cần phải để ý. Có nhiều khi chúng ta thấy một cái việc xảy ra cho một người, mà chúng ta cũng nhảy vào tiếp tay với ma quỷ để tấn công người anh em của mình hay là chị em của mình. Nó phải làm cái gì ác lắm đó nó mới bị như vậy. Và chúng ta thấy ở đây Phaolô và Si-la đang làm một công việc là giải cứu một người bị quỷ ám. Họ đang ở trong những cái công cuộc, những cái chuyến truyền giáo để đem tin lành của Chúa đi khắp nơi. Họ đang phục vụ Chúa và trung tín làm những gì Chúa kêu gọi họ làm. Điều này nhắc cho chúng ta một cái sự thật mà chúng ta cần phải để ý. Đừng đi đến kết luận trước khi chúng ta biết hết tất cả mọi việc. Họ bị buộc tội oan, họ bị lột trần một cách sai trái, bị đánh bằng roi và đã bị đánh đập một cách dã man như vậy, rồi bỏ vào trong ngục tối, chân cùm lại. Nếu chúng ta là Phaolô ở trong cái thời điểm đó thì chúng ta nghĩ rằng mình sẽ có những suy nghĩ nào? Đặt mình vào trong chỗ của các sứ đồ. Có ai sẽ nói rằng Chúa không có công bằng, con hầu việc Chúa mà, con giúp đỡ cho cái người này để không còn bị quỷ phi tôm ám mà, Chúa không công bằng. Rồi chúng ta thấy ở đây Phaolô là người có quyền công dân. Ông giải thích ở đây cho chúng ta thấy trong câu 37, nhưng Phaolô nói với họ: chúng tôi là công dân của Roma, thế mà khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục. Tất cả những cái quyền lợi của ông là một người công dân La Mã bị chà đạp. Ông bị làm nhục ở giữa đám đông. Đối với người Á Châu chúng ta biết khi chúng ta bị lột trần luôn cả đàn ông ở giữa công chúng mà bị đánh ở trước công chúng là một cái làm nhục rất là nặng nề. Họ bị vu khống. Họ đối diện với những cái việc mà chúng ta thấy là bất công ở tại đây. Có thể Phaolô có thể đi đến cái kết luận Chúa ơi, Chúa không công bằng, thôi cho con về hưu đi, con không hầu việc Chúa nữa. Nếu như một số người khi chuyện xảy ra không thấy sự bảo vệ của Chúa, là mình mất cái gì đó trong đời sống của mình, thì liền nói và có những quyết định: tôi sẽ không đi nhà thờ nữa, tôi không đọc lời Chúa, tôi không cầu nguyện nữa, tôi không còn tin lời Chúa nữa. Nếu chúng ta bước đi với Chúa với một cái thái độ như vậy thì chúng ta cần nên xét lại là mối liên hệ của chúng ta với Chúa là mối liên hệ như thế nào. Hình dung với tôi, ông chồng nói rằng bà vợ của tôi bây giờ bà không có nấu cơm cho tôi ăn, bà không có chăm sóc, không có lo cho tôi nữa, cho nên tôi không thương bà nữa. Cái người đàn ông mà nói như vậy thì thật là một cái người đầy ích kỷ, phải không? Vợ chứ đâu phải người ở đỡ. Làm hay không làm là vấn đề khác đối với tình yêu mình dành cho vợ của mình. Hay có những người vợ đối với ông chồng cũng vậy: ông chồng tôi ngày xưa ông làm ra tiền, bây giờ ông không làm ra được một xu nữa, tôi phải nuôi ông cho nên thôi. Thì cái gì đó họ có những cái lời nói. Rồi vấn đề nó cũng không khả quan lắm khi vào ở trong chỗ làm lại tâm sự với các chị em cùng nghề với mình, được họ có những lời cố vấn: cái thằng như vậy bỏ nó cho rồi, thiếu gì đàn ông ngày hôm nay. Tại sao chồng mất việc? Tại sao có nhiều vấn đề chúng ta không biết. Như trường hợp ở tại đây chúng ta thấy Phaolô, Si-la, họ đang làm một công việc phục vụ Chúa, làm những điều tốt, làm theo sự kêu gọi của Chúa, mà chúng ta thấy họ đã bị đối xử như vậy. Đáng lý họ thất vọng với Chúa: tại sao Chúa không bảo vệ con khi con hầu việc Ngài? Con đâu có muốn đi qua Macedonia này, nhưng mà Chúa Ngài đã bày tỏ trong một giấc chiêm bao và khiến cho một người Macedonia đã gọi con qua đây, mà con vâng lời, sao Chúa không bảo vệ con? Không có nhiều lý do để có thể trách Chúa, buồn Chúa. Nhất là ông hiểu rằng Chúa Ngài có quyền để bảo vệ, Ngài là đấng thừa quyền năng để làm công việc này. Mà tại sao con lại rơi vào ở trong một cái hoàn cảnh hết sức là bi đát như thế này? Cảm ơn Chúa. Nếu mà như vậy thì hết nói. Cái điều mà chúng ta thấy lạ lùng ở tại đây, ở trong Công vụ chương 16 câu 25 đến 26. Ở đây là chỗ mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta tập trung vào để chúng ta sẽ tăng trưởng trong đức tin của chúng ta nơi Chúa và chọn để làm công việc này khi chúng ta đối diện với những giây phút cảm thấy như Chúa không bảo vệ chúng ta. Cái câu 16, câu 25-26, khoảng nửa đêm, Phaolô và Si-la đang cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các linh ngục rung động, lập tức tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. Cảm ơn Chúa. Phép lạ là gì? Chúng ta đã xây dựng. Phép lạ là sự can thiệp của Chúa trên trời can thiệp vào những việc ở dưới đất này. Là sự can thiệp của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Ngài bước vào hoàn cảnh khó khăn của chúng ta và làm một công việc mà chúng ta không giải thích được. Như chủ đề của chúng ta là khi việc bất khả thi trở nên khả thi. Đó là phép lạ của Chúa xảy ra. Điều mà chúng ta học được tới đây là Phaolô không chờ đợi để thờ phượng Chúa sau khi phép lạ xảy ra. Ông thờ phượng Chúa trước đó. Ông ngợi khen Chúa trước đó. Như tác giả của Hebrew chương 13 câu số 15, vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Cảm ơn Chúa có một cái của lễ, có một cái sự ngợi khen được gọi là của lễ của sự ngợi khen, hay là tế lễ của sự ngợi khen. Anh chị em yêu dấu của tôi, ngợi khen Chúa khi chúng ta nhìn thấy quyền năng của Ngài là một điều, ca ngợi Ngài khi chúng ta chưa thấy quyền năng của Ngài là một điều khác. Có hai thời điểm của sự thờ phượng khi chúng ta cảm thấy thích để ngợi khen thờ phượng Chúa, và đặc biệt là chọn ngợi khen thờ phượng Chúa khi tâm lòng của chúng ta, khi những điều chúng ta đang đối diện ở trong đời sống của mình khiến chúng ta cảm thấy không muốn ngợi khen chút nào, nhưng vẫn chọn ngợi khen Đức Chúa Trời, thì điều đó Kinh Thánh định nghĩa đó là của lễ của sự ngợi khen. Của lễ là chúng ta đem một cái gì đó chúng ta dâng cho Chúa, phải không? Nó tốn kém chúng ta một cái gì đó. Và những cái tiếng hát ngợi khen ở giữa những cái cảnh của việc lưng của mình vừa mới bị đánh rách nát, ở trong một tối lạnh, chân bị cùm lại, nhưng mà giữa đêm, không phải là ban ngày anh chị em, nhưng mà nửa đêm. Mà thời đó thì người ta không thức khuya, phải không? Giống như lúc chúng ta còn ở bên Việt Nam đó, trạng dạng tối là lên giường ngủ rồi, bởi vì không có đèn đuốc giống như cái xã hội và cái thế giới sống 24 giờ đồng hồ giống như chúng ta đang kinh nghiệm ở trong các thập niên qua. Có thể 6-7 giờ chiều là người ta ngủ rồi, và tới đến nửa đêm. Mà không phải là đang ở trong một cái chỗ mà kinh nghiệm phép lạ của Chúa làm, mà bao việc đang phấn khích để cảm tạ ơn Chúa. Hình dung với tôi, họ đánh như vậy. Và sau này sứ đồ Phaolô ông nói đó là thiếu một roi là 40. Mà chúng ta còn nhớ Michael Fay là một thanh niên người Mỹ đi qua nước Tân Gia Ba, Singapore, và phá phách xe của người ta bên đó, bị bắt và xử theo luật của Singapore. Mà nước Mỹ phải chạy qua bên đó can gián và nói xin đừng làm cái công việc đó. Bởi họ đánh bằng roi mà chỉ cần đánh 3 roi thôi thì có thể mất mạng được. Và đằng này sứ đồ Phaolô và Si-la bị đánh nhiều như vậy, chắc lưng của họ là ê ẩm hết. Mà người coi ngục phải đem ra rửa vết thương của họ đó, là bởi vì chúng ta biết rằng máu nó ra rất là nhiều. Ở giữa cái hoàn cảnh đó, Phaolô chọn không trách móc Đức Chúa Trời, không nghi ngờ về tình yêu của Ngài, không mất lòng tin nơi Ngài, nhưng mà chọn ca ngợi Chúa ở giữa cái hoàn cảnh như vậy. Ông đã dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen. Và Chúa vui thích lắm. Sao chúng ta biết? Vì Đức Chúa Trời Ngài đã ngự xuống, can thiệp vào hoàn cảnh đó, và phép lạ đã xảy ra. Đất rung động. Những cái gì đang cùm, đang xiềng, đang giữ họ, nó rớt xuống, cửa mở toang ra. Không phải cho Phaolô và Si-la mà thôi, nhưng mà cho cả cái nhà tù đó. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa khi thấy quyền năng của Ngài là một việc, mà chưa thấy quyền năng của Ngài thể hiện mà chọn ngợi khen Chúa là một việc khác. Xin Chúa Ngài thương xót và giúp đỡ để chúng ta không chỉ ngợi khen Chúa khi mọi việc tốt đẹp, thịnh vượng, phước hạnh, luôn cả những lúc chúng ta bị vu khống, luôn cả những lúc chúng ta bị lột trần và đánh đòn ở giữa đám đông, làm nhục chúng ta giữa đám đông. Chỉ vì chúng ta vâng lời của Chúa và chúng ta chọn sống một sự sống kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn chọn ca ngợi Chúa trong những giây phút đó. Đó là điều mà Chúa Ngài đẹp lòng, và kết quả của nó sẽ là lớn lao vô cùng. Cảm ơn Chúa. Gia đình của chúng tôi trong 2 năm qua trải qua những cái giây phút mà chúng tôi Ông đặt câu hỏi với Chúa rằng tại sao? Sự bảo vệ của Chúa đâu? Và chúng tôi mất 3 đứa cháu trong vòng 2 năm. Dân chúng cũng nhảy vào ăn cá. Thì có những việc mà chúng tôi khi nghe tin thì nói rằng không thể giải thích được. Trong cái áp lực muốn chúng tôi phải azure và nói với cái người này để nói xấu hay là nói tấn công một cái chức vụ, mà khi chúng tôi nói rằng không, tôi không được Đức Chúa Trời gọi tôi để làm công việc đó, thì bị vu khống, bị nói đủ thứ hết, phá phách đủ mọi thứ hết. Và điều tôi cảm ơn Đức Chúa Trời là bởi vì nhận biết trước khi tôi đối diện với nan đề này, trước khi chúng ta đối diện với nan đề này, thì từ lâu Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch. Và tôi đã từng trải những điều này, cho nên tạ ơn Chúa. Chúa cho các con nhà tôi, các con ở trong gia đình đều chọn một điều, đó là tiếp tục ca ngợi Chúa. Không muốn mất một nhịp nào, mà liên tục bền bỉ hết lòng ca ngợi Chúa, dù mắt của mình không thấy sự can thiệp bảo vệ của Chúa ngay lúc này. Nhưng mà bởi vì mắt của chúng ta là những người ở trong Chúa, đã được lời của Chúa kêu gọi hãy nhìn lên những công việc thuộc về trời, thuộc về sự sống đời đời, thì sẽ giúp cho chúng ta vững tin và tiếp tục sống dâng cho Chúa của lễ, của sự ngợi khen. Lời của Chúa cho chúng ta biết một đứa trẻ khi nó chưa biết phân biệt được giữa tay trái và tay phải, tức là chưa đến cái tuổi để biết và nhận diện và lựa chọn giữa việc phạm tội và không phạm tội, cái tuổi còn thơ ngây trong trắng đó, thì chúng ta thấy Kinh Thánh có dạy chúng ta một ý, đó là khi các bé này qua đời, tội của tổ phụ đã được Đức Chúa Giêsu trả xong, cho nên các cháu có thể đi thẳng và ở trong sự hiện diện của Chúa, là cái nơi mà chúng ta, những người lớn, mong đợi cái ngày chúng ta sẽ gặp Chúa, thì chúng đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì điều đó là một cái niềm khích lệ rất lớn cho những người ở trong Chúa, những người được cứu trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vẫn có thể dâng lên Chúa cái lời ngợi khen cảm tạ, vì biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã từng chọn không bảo vệ. Và cái kết quả của cái việc đó sau này nhìn lại thì thấy rằng cảm ơn Chúa, vì lúc đó Chúa không bảo vệ, mà đời sống của con đã thay đổi và hướng đi của cuộc đời của con đã được đổi hoàn toàn. Anh chị em yêu dấu, có những trường hợp mà chúng ta thấy dường như là nó không có thuận lợi, và chúng ta hiểu lý do tại sao, chúng ta lầm bầm, chúng ta than trách. Nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta suy nghĩ trở lại. Anh Dung với tôi cuộc họp kết thúc muộn, giận tại vì hôm nay sao mà buổi họp nó dài như vậy, khiến cho mình ra xe chạy thì bị kẹt xe, đường rầy xe lửa, ngồi đó lầm bầm mà trách, nó không biết tại sao ngày hôm nay cái ngày của mình sao nó xui xẻo, cái em nó không có tốt đẹp chút nào hết á. Anh chị em, có thể Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta trải qua điều đó để bảo vệ chúng ta, vì không biết phía bên kia của đường rầy xe lửa tai nạn gì đang chờ chúng ta bên đó. Tôi kinh nghiệm điều này khi đi làm đêm. Tôi nhớ cái hôm đó là chúng tôi đã đóng thẻ để đi ra, nhưng mà cái người manager cứ lãng vãng, cứ nói chuyện, tôi thấy rất là khó chịu. Tôi nhớ ra xe, lái thì đến một cái đèn xanh đèn đỏ, thì trước đó không thấy nó hư, mà đến cái lúc mà mình lái tới thì nó hư, mà tối đêm đó trời rất là lạnh, khó chịu. Mà khi chúng tôi lái xe đi đến một cái đoạn đường thì thấy có một chiếc xe trọng tải, nó leo cái lề của cái cầu mà rớt xuống ở giữa đường đi. Có thể nếu tôi đi sớm hơn một chút, chiếc xe nó rớt trúng xe là tôi tông vào nó, thì không có một sự khánh ngày hôm nay. Tôi khuyến khích anh chị em để chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, để chúng ta có thể thấy được rằng cảm ơn Chúa, dù hoàn cảnh nó có xảy ra như thế nào, kẹt xe một chút, trễ một chút, nhưng mà chúng ta đã trao cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa, biết rằng có thể Chúa Ngài làm phép lạ của sự bảo vệ của Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúa ơi, đây là người tuyệt vời, con phải ưng cái anh này. Việc không xảy ra như mình muốn, sau này nhìn lại cảm ơn Chúa vì Ngài cứu con, không thì con khổ cả đời rồi. cũng được nhận vào trong trường đó, nhưng không xảy ra theo những điều con mong muốn. Sau này nhìn lại mới thấy rằng Chúa bảo vệ chúng ta. Chúa đã bảo vệ chúng ta trong một số những điều mà chúng ta đã cầu xin. Chúa Ngài nhúng tay vào để Ngài làm việc trong đời sống của chúng ta. Rất lâu trước khi chúng ta đối mặt với một nan đề, Chúa đã có kế hoạch. Và ý niệm thứ hai mà tôi mời anh chị em chúng ta ghi nhớ điều này, đó là đôi khi các mục đích đời đời của Đức Chúa Trời không giống hay là phù hợp với các kế hoạch tạm thời của chúng ta. Một kinh nghiệm khác để chúng ta thấy ở tại đây, đây không chỉ là cái thời gian Phaolô bị bắt. Các học giả của Kinh Thánh cộng lại thì thấy rằng ước tính rằng ông ở tù tổng cộng là từ 5 năm rưỡi cho đến 6 năm. Sau hành trình truyền giáo thứ 5, ông bị bắt và ở trong tù, bị Nero xét xử, không bị đóng đinh như những người khác vì ông có quốc tịch La Mã, nhưng mà kết thúc là ông bị chặt đầu. Cũng giống như 10 môn đồ khác đã tử vì đạo, chỉ có rằng họ bắt ông, bỏ ông vào một cái chảo dầu sôi, nhưng mà ông không chết. Họ đài ông ra đảo Bát-mô và ông lớn tuổi mà ông chết. Thì Chúa Trời ở tại đảo đó, Ngài có một cái kế hoạch để ông sẽ nhận được sự mặc khải để viết cho chúng ta sách Khải Huyền. Trước khi chúng ta đối diện với những thách thức trong đời sống, Đức Chúa Trời có chương trình. Và đôi khi các mục đích đời đời của Đức Chúa Trời không giống hay là phù hợp với các kế hoạch tạm thời của chúng ta. Em bé không qua khỏi và nó đã qua đời. Đau đớn, có đau đớn. Cảm thấy tan nát, có cảm thấy tan nát. Tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời chắc chắn, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Của lễ của sự ngợi khen là thờ phượng Ngài, không phải vì Ngài làm hay không làm gì, mà Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta. Ngài là ai? Chúng ta tiếp tục chọn thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Một điều khác để giúp cho chúng ta thấy được, khi gia đình của người cô út của tôi và người bác thứ 5 đến mà cho ba mẹ của tôi biết rằng sẽ vượt biển, gia đình đã tìm đủ một cách để yểm trợ tôi để có thể đi chung. Và cái ngày mà chúng tôi trông ra thuyền đó thì công an biên phòng đã đưa người của nó xuống trước, cho nên chúng tôi bị bỏ lại. Ba mẹ của tôi cũng thắc mắc giống như chúng ta có thể thắc mắc ở trong này. Tại sao? Tại sao sự bảo vệ của Chúa ở đâu? Tại sao? Tôi không thắc mắc tại sao. Cảm ơn Chúa, đây là điều mà nhìn lại rồi mới thấy để tôi thuộc cho anh chị em. Đó là chuyến đi đó họ đi rất là xuôi chải. Đến Malaysia, vào đảo Bidong, mọi việc tốt đẹp. Tôi thì không được Chúa bảo vệ, phải tìm cách để đi vượt biển lần thứ hai. Tấp vào Malai và Malai không nhận thuyền nhân nữa, kéo thuyền của chúng tôi trở lại vào Biển Đông, bảo đi một hướng thì đến Tân Gia Ba, đến Singapore, một hướng thì đến Indonesia. Và khi họ chặt dây cho chúng tôi đi thì chúng tôi không còn một giọt nước nào ở trên tàu hết. Vì như vậy mà nhiều người đã chết khác. Có 6 người chết, chúng tôi những người còn lại cũng đang chết dần. Người chị họ của tôi, khi đứa con của mình lúc bây giờ còn rất là nhỏ, thì cháu khóc, lấy cái muỗng hứng nước mắt của nó cho nó uống vô trở lại để nó cảm thấy có một cái chất nước gì đó ở trong miệng của nó. Vì khi khát nước đến độ 3 ngày đó anh chị em thì mình thấy nó khô. Có nhiều người chúng ta thấy trọn cái hàm răng, hai cái hàm răng của họ bởi vì nó khô và da môi nó nứt hết rồi. Và cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không bảo vệ lúc đó. Và khi đối diện với cái chết như vậy, tôi mới thật sự xét lại tấm lòng của mình và biết rằng mình chỉ đón nhận văn hóa của người Tin Lành theo đạo của ông bà, đi nhà thờ theo cái ý niệm là đạo dòng đó, chứ không biết về Chúa. Và nhờ trong kinh nghiệm đối diện với cái chết đó, tôi đã gặp Chúa một cách đặc biệt. Và nhờ cái kinh nghiệm đó mà hướng đi của cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đứng đây hầu việc Đức Chúa Trời. Hôm nay là đúng 40 năm khi tôi ký giấy hợp đồng với Union Baptist Association và Riverview Baptist Church để thành lập hội thánh của chúng ta. Và ngày 10 tháng 7 sắp đến của chúng ta là chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày hội thánh chúng ta được thành lập. Nếu tôi đi lọt cái chuyến thứ nhất, không đối diện với khó khăn thách thức, chắc không biết Chúa như ngày hôm nay. Để biết đâu chừng bây giờ là một cái người gì đó chứ không phải là người của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy ôm lại như tác giả của Thi Thiên 77 mà chúng ta đã học tuần rồi. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đưa tay hướng về Chúa nhưng mà tâm hồn của chúng ta không được an ủi chút nào hết. Có những điều chúng ta xin mà chưa thấy nó xảy ra, thì chúng ta cần làm một điều như tác giả đã làm, đó là ôn lại công việc của Chúa trong lịch sử, trong cuộc đời của mình. Và sống để được nhắc nhở và nhận thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời hay làm những phép lạ lớn lao và bày tỏ công việc của Ngài ở giữa các dân. Của lễ của sự ngợi khen là thờ phượng Ngài khi không còn một chút nào ở trong tấm lòng của chúng ta, và hoàn cảnh nó cũng không cho chúng ta một cái dấu hiệu gì để chúng ta có thể ngợi khen Chúa được. Nhưng mà chúng ta chọn, con người tâm linh của chúng ta chọn nữa rằng con vẫn chọn ngợi khen Chúa. Nên tác giả của Thi Thiên nhiều khi nói hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sau sợ ngã trong lòng của ta, mỗi điều gì ở trong ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Những lúc chúng ta cần phải trỗi dậy ở trong cái chỗ của mình, mặc dù lúc đó yếu lắm anh chị em. Tôi trải qua rồi và tôi có thể nói bên chị em là mở miệng không nổi. Nhưng mà phải là cái quyết định ở trong tấm lòng của chúng ta. Như chúng ta thấy ở đây Phaolô và Si-la bị đánh một trận đòn như vậy, đang bị kìm chân, đang ở trong tù, thì có cái gì để có thể ngợi khen Chúa được? Có. Vì họ biết Chúa một cách cá nhân. Phaolô thì Chúa bắt phục. Ông là một người mà ông nói rằng nếu tính về tội lỗi đó, ông là người đứng đầu. Vì ông đã phạm những cái tội hết sức là lớn lao. Ông bắt bớ con cái của Chúa, giết hại con cái của Chúa, bỏ tù những người con cái của Chúa, và quyết tâm của ông là phải diệt cho bằng được cái đạo mới này. Để mà Chúa hiện ra với ông, bắt phục ông, rồi lại gọi ông làm người để hầu việc Đức Chúa Trời. Ông chọn ca ngợi Chúa. Đức Chúa Trời Ngài vui và Ngài nhận những tiếng hét ngợi khen của Phaolô và Si-la. Mà có lúc tôi ngồi suy nghĩ tưởng rằng Chúa thích những sự ngợi khen của con dân của Chúa, nhất là nghe từ nơi Phaolô và Si-la ở giữa ngục tối vào 12 giờ đêm, cho nên Chúa Ngài giữ nhịp ở trên thiên đàng. Một chút sau, dưới đất của chúng ta tại này bắt đầu nó rúng động khi sự ngợi khen dâng lên, sự hiện diện của Chúa đổ xuống. Anh chị em, hãy quyết định ngay bây giờ, dù cuộc sống của chúng ta như thế nào, chuyện gì xảy ra, Chúa có làm phép lạ chữa lành, Chúa có bảo vệ hay không, chúng ta vẫn chọn ca ngợi Chúa vì Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải vì những việc Chúa làm cho chúng ta hay không làm cho chúng ta. Và dĩ nhiên là khi chúng ta làm như vậy, chọn ca ngợi Chúa dù hoàn cảnh có như thế nào, chọn dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen là bông trái của mỗi miếng của mình, thì chúng ta sẽ thấy sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để được bảo vệ. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Chúa bảo chúng ta hãy cầu xin Chúa Ngài bảo vệ chúng ta. Anh chị em, cầu nguyện cho người phối ngẫu của mình, cho hôn nhân của mình, cho mục sư, cho bạn bè của mình. Cầu nguyện cho con cái. Trong những ngày qua khi tôi xem những tin tức, nó đẩy tôi vào cái chỗ đó là trong tâm linh tôi không ngưng nghỉ cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. Vì có một kế hoạch, họ muốn hủy diệt con cái của chúng ta. Khi chúng ta cho nó đến trường, chúng ta không biết là cô giáo hay là những người cố vấn ở trong trường có thể yểm trợ, khuyến khích trong cái sự lẫn lộn của cái tuổi lớn lên, chưa biết gì hết, chưa biết phân biệt gì hết. Họ có thể đề nghị để các em có thể uống những thứ thuốc, uống những cái hormone để tiêu diệt giới tính của nó. Và có một kế hoạch là sẽ khiến cho những người cha mẹ nhúng tay vào hay nói khuyên con của mình đừng đeo đuổi cái ý định đó, sẽ bị kể là những người tội và sẽ bị bỏ tù vì mình khuyên con của mình đừng đeo đuổi cái sự lẫn lộn, cái bối rối ở trong đầu óc của nó để nó chọn cái giới tính mà không phải là con người mà Đức Chúa Trời đã dựng lên nó. Đây là những giây phút hơn bao giờ hết những người cha, người mẹ, nhất là những người cha. Nếu các bạn trong những ngày qua đã bỏ quên cái thiên chức mà Đức Chúa Trời đã chọn mình. Người cha được Đức Chúa Trời Ngài cho ở trong một cái gia đình để bảo vệ, để người lãnh đạo tinh thần, để dẫn dắt gia đình của mình, thầy tế lễ của gia đình. Mà nếu chúng ta lo những chuyện này chuyện kia mà chúng ta không cầu nguyện cho con cái, thì cho tôi gọi các bạn một điều, đó là bước ra khỏi cái cơn ngủ mê của mình. Cầu nguyện Chúa bảo vệ. Đức Chúa Trời có thể sai thiên sứ bảo vệ của Ngài, là những thiên sứ đi lên đi xuống trước mặt Đức Chúa Trời để báo cáo về tương lai của, về đời sống của con cái của chúng ta. Cầu nguyện Chúa bảo vệ con cái chúng ta khỏi cám dỗ, Chúa bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù dối trá. Tôi coi một cái lời tâm tình của một thiếu nữ khi đi vào và nói rằng tôi cảm thấy như vậy thì những người cố vấn ở trong trường đã đề nghị và giúp đỡ. Số 7 khiến cho em đã uống học môn của đàn ông. Nó hủy hoại thân thể và từ ngực cho đến bộ phận sinh dục. Thay đổi. Em thấy tóc của mình nó không dài mượt giống như thiếu nữ nữa, mà bây giờ nó bắt đầu nó rụng. Tiếng nói thì mỗi một ngày giống đàn ông hơn. Nên bây giờ ăn năn muốn thay đổi nhưng mà quá trễ. Còn người khác thì đã được cố vấn và đã đi giải phẫu lấy hai cái ngực ra khỏi thân thể của mình. Và cha mẹ không biết, trường biết, cô giáo biết. Con cái của chúng ta đang đối diện với những sự lừa dối, đang đối diện với những điều mà hỡi những người cha đừng khoanh tay làm ngơ, mà cầu nguyện cho con cái của mình. Ở những người mẹ, cái tính bảo vệ như gấu mẹ bảo vệ con, bằng mọi giá sẽ đánh đuổi tất cả những cái gì đe dọa tính mạng của con của mình. Xin Chúa cho để các chị em tập trung vào và cầu nguyện cho con cái của mình. Và khi con đi lạc, cầu nguyện xin Chúa cho nó bị bắt gặp sớm trước khi quá muộn. Nếu nó sinh ra vấn đề trộm cắp lặt vặt ở trong cửa tiệm, xin Chúa cho nó bị bắt sớm, để rồi nó sẽ có sự thay đổi trước khi nó đi quá xa và trở nên những điều nguy hiểm. Xin Chúa thương xót. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Nếu đây là điều tự động, Chúa không dạy chúng ta cầu nguyện. Có những yếu tố mà chúng ta đã được nhắc nhở và suy nghĩ trong ngày hôm nay. Chúa thừa quyền năng để bảo vệ, nhưng mà Ngài đang chờ đợi, bởi vì có một cái quy luật mà Chúa Ngài đã định, một đặc ân mà Chúa cho, đó là cái quyền lựa chọn. Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta để họ quản trị. Chúa đang chờ đợi những người cha, người mẹ đứng lên, những người chủ gia đình đứng lên và áp dụng, sử dụng cái quyền quản trị mà Chúa Ngài giao cho. Và tất cả chúng ta, Chúa Ngài đang chờ đợi chúng ta chọn. Cái sự tự do lựa chọn chúng ta chọn thờ phượng Chúa, chúng ta chọn tin cậy Ngài, chúng ta chọn giao đời sống của mình ở trong tay của Chúa, chúng ta chọn kêu cầu Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của mình. Xin Chúa để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Cầu nguyện. Phaolô chọn. Đây không phải là lần duy nhất ông ca ngợi Chúa giữa đêm đó anh chị em, nhưng mà ông là người đã kêu gọi về cái sứ điệp của ông, đó là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, thậm chí đổ ra như lễ quán, về hình thức mà chúng ta biết rằng cái trái nho đỏ đó nó được đập dập ra, tiết ra cái nước nho màu đỏ, và khi người ta dâng lên cho Chúa của lễ này, lấy cái chén nước nho đó giống như chén máu huyết đó đổ ở trên bàn thờ, gọi là của lễ quán. Cuộc đời của ông có thể bị bầm dập, nó tiết ra những cái gì đó và ông có thể dâng lên cho Chúa như là một cái của lễ quán. Vui mừng trong hoạn nạn, lúc gặp bắt bớ khó khăn, ông đã chọn điều này, và đó lý do tại sao ông có thể ca ngợi Chúa ở giữa những cái giây phút mà những người khác có thể nói rằng tại sao Chúa không bảo vệ, tại sao Chúa không ngăn chặn điều này mà cho phép nó xảy ra. Ông chọn. Về Roma chương 8, ông nói rằng không có bất cứ điều gì có thể ngăn cách hay là kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Hoạn nạn bắt bớ không cùng, việc bây giờ, việc hầu đến, chiều cao, chiều sâu, thiên sứ, sự chết, không có một điều nào có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Ông ca ngợi Chúa, ông biết Chúa như vậy. Ông có thể ca ngợi Chúa vì ông biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa. Nếu anh chị em cần được khích lệ, nhắc nhở, hãy trở về và đọc Roma chương 8 để chúng ta sẽ thấy sự xác tín của sứ đồ Phaolô đối với cuộc sống này. Chọn tin Chúa, chọn tin rằng không phải mọi việc xảy ra cho mình là điều tốt, nhưng mà mọi sự có thể hiệp lại. Ông tin có một Đức Chúa Trời, Ngài có quyền để có thể gom những việc xảy ra trong đời sống của chúng ta, những kinh nghiệm nước mắt, những kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời của chúng ta, Chúa vẫn có thể gom lại và khiến nó trở nên lợi ích cho chúng ta. Khi cửa ngục mở toang, xiềng rớt xuống, người Đài Lao thức dậy, ông nói rằng chết rồi, cửa ngục nó mở như thế này thì chắc rằng tất cả đã biến mất. Ông trước sau gì cũng chết. Ông rút gươm định tự sát thì Phaolô đã lên tiếng xin đừng giết mình, đừng tự sát. Tất cả đều còn ở tại đây. Qua cái trải nghiệm của sự lựa chọn ngợi khen Đức Chúa Trời bằng mọi giá, Phaolô, Si-la được cứu. Và đây là điều tuyệt vời các anh chị em. Gia đình của người Đài Lao, người cai tù và ông, tất cả đều được cứu. Điều tuyệt vời hơn nữa, Hội Thánh đã được thành lập tại thành Philip. Trong những giây phút chúng ta ở giữa những cái thách thức khó khăn đó, chúng ta có thể không thấy cái giá trị. Chúng ta có thể ngã lòng, chúng ta có thể trách Chúa. Nếu chúng ta bám chặt lấy Chúa và chọn thái độ dâng cho Chúa của lễ, của sự ngợi khen, thì nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng thật là phước hạnh. Và những khó khăn chúng ta từng trải với một đức tin và lòng nhờ cậy Chúa hoàn toàn, chẳng những chúng ta được cứu mà gia đình của chúng ta và nhiều người cũng có thể được phước ở trong ơn của Chúa. Chúa không bao giờ hứa rằng Ngài sẽ luôn bảo vệ chúng ta. Ngài là đứng bảo vệ chúng ta đó, nhưng mà Ngài không hứa rằng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đây là điều Chúa hứa, Ngài sẽ không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Đấng có quyền để vỡ biển khiến nó yên lặng, Đấng có quyền để rẽ nước, để bảo vệ dân sự của Chúa trước sự tấn công của đoàn quân của Pharaoh. Đấng có quyền để có thể làm những công việc lạ lùng phép lạ của sự bảo vệ của Ngài. Có những giây phút mà chúng ta không hiểu hết, Chúa Ngài chọn không làm. Trong những giây phút đó, lời của Chúa hôm nay cũng như ý niệm này chạy suốt cả Kinh Thánh. Hãy giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết về các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, hướng nhìn về tương lai đời đời của mình tại thiên đàng và nhận biết một điều, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng có quyền và Đấng có một mục đích đời đời cho mỗi đời sống của chúng ta. Đôi khi mục đích đó không phù hợp với những kế hoạch tạm thời của chúng ta, nhưng ta chọn tin cậy Ngài hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có ai đó trong chúng ta tại đây có thể không bị lột trần, bị đánh đòn, làm nhục ở giữa công chúng. Nhưng có thể trong những ngày qua, vì một cái lý do nào đó chúng ta đã bị lột trần. Đời sống tinh thần của chúng ta cảm thấy mình trần trụi. Chúng ta thấy sự tấn công tứ bề của những người xung quanh, làm cho chúng ta như bị đánh đòn, đánh như tử đó. Chúa biết, Chúa thấy. Và Ngài muốn chữa lành cho chúng ta cho những thương tổn đó. Có thể chúng ta đã bị xét xử trước khi họ điều tra và biết hết tất cả mọi sự. Họ vi phạm cái quyền của chúng ta. Hãy giao trong tay của Chúa. Và xin Ngài chữa lành, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là quan án công bình. Ngài sẽ là Đấng xét xử chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Nếu trong những ngày qua anh chị em bị đánh mất đi cái niềm hy vọng để sống, bởi vì chuyện này chuyện kia xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hy vọng của chúng ta không đầy hy vọng, mà trong những ngày qua nó đã yếu dần. Hôm nay xin Chúa Ngài cho chúng ta được Chúa Ngài đong đầy hy vọng trong đời sống của chúng ta. Để mắt của chúng ta bây giờ được Chúa Ngài gọi, nhìn lên con, đừng ghi mài vào trong hoàn cảnh trước mắt, hãy nhìn về chiều xa của chương trình đời đời của ta mà con sẽ được khích lệ. Amen anh chị em. Vì chúng ta được Chúa cứu, sự sống đời đời chắc chắn thuộc về chúng ta. Thiên đàng là nhà tương lai của chúng ta và Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Thì nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta không sống cho đời này mà thôi, nhưng mà cho chúng ta sống với một cái nhìn của cõi đời đời. Cảm ơn Chúa. Có điều khác chúng ta Xin Chúa Ngài giúp đỡ và chữa lành cho chúng ta. Tức là có những lúc chúng ta giận Chúa mà chúng ta biết cái điều đó, cho nên chúng ta không dám nói là Chúa ơi con giận Ngài. Nhưng chúng ta buồn Chúa, chúng ta trách Chúa, chúng ta không định tên cho nó, không dán nhãn cho nó. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta đó là tại sao? Tại sao Chúa không can thiệp vào trong hoàn cảnh của con? Điều đó cần được chữa lành, cần được giải quyết ở trước mặt Chúa. Nhớ một giây phút hết sức là phước hạnh cho nhà tôi và bà Sui của chúng tôi, Sui gia của chúng tôi là mẹ của Kimi. Thì nhà tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của mình là buồn đến độ không thể đọc Kinh Thánh được. Và nhất là chúng tôi đã từng trải cái việc kinh nghiệm được sự chữa lành, bảo vệ, ban phước của Chúa cho bao nhiêu cuộc đời. Bây giờ đến phiên mình, tại sao? Đọc Kinh Thánh cũng đọc không nổi, cầu nguyện thì không nói thành lời, chỉ có nước mắt thôi. Và cảm ơn Chúa trong sự thăm viếng và rờ chạm đến của Chúa trước khi chúng tôi đi Việt Nam, Chúa Ngài đã chạm đến nhà tôi khi được đặt tay cầu nguyện. Và đứng dậy được sự chữa lành từ nơi Chúa, quyết định đi Việt Nam với chúng tôi. Vì ban đầu là nói rằng em không có tinh thần mà cũng không có sức để đi ở trong lần này. Và khi nhà tôi chia sẻ điều đó thì cũng đã đem lại sự chữa lành cho mẹ của Kimi, là người đã chết và đã được Chúa Ngài cho lên thiên đàng. Nghe Chúa Ngài bảo giờ của con chưa hết, con trở xuống làm chứng và giúp đỡ, bởi vì Chúa cho cô thấy hình ảnh của cha mẹ, anh chị em của mình trong nhà của mình đang hút thuốc, uống rượu, chửi thề, bạc ti. Chúa nói rằng họ sẽ đi vào nơi hỏa ngục đời đời, con phải sống đến và làm chứng cho họ. Tôi bắt gặp chính mình được Chúa Ngài cho trở lại trong thân thể của mình. Thấy là biết sống chết nằm ở trong tay của Chúa. Tôi rằng Chúa Ngài sẽ can thiệp, Ngài sẽ làm việc. Nhưng không phải mất một đứa cháu mà hai đứa trong vòng một năm. Và cô trong nước mắt và đến với Chúa và nhận sự chữa lành từ nơi Ngài. Chúa phục hồi niềm vui của sự cứu rỗi của Chúa. Chúa có quyền để chữa lành cho chúng ta. Về phép lạ của sự chữa lành của Chúa có thể đến cho chúng ta, cho thân thể, cho tâm hồn của chúng ta. Nên hãy đến và nhận sự chữa lành đó nếu bạn cần sự chữa lành từ nơi Ngài. Sự chữa lành của tổn thương của chúng ta trong tấm lòng của chúng ta đối với Chúa, khi chúng ta không hiểu tại sao Chúa là đấng thừa quyền năng, Chúa là đấng đã bày tỏ chúng con rằng Ngài yêu con, mà tại sao việc này nó không xảy ra như điều con mong đợi và cầu nguyện. Hãy đến để nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Ngài yêu chúng ta, Ngài có chương trình đời đời cho mỗi đời sống của chúng ta. Không có gì để chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta hỏi Chúa yêu con ở đâu, thì tôi thường chỉ ra phía sau của tôi đó, anh chị em. Chúa yêu chúng ta đâu? À, tại thập tự giá. Tại đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta biết Ngài yêu chúng ta đến mức độ như vậy. Trước đây có người tặng gia đình của chúng tôi một cái bức tranh, đặt câu hỏi Chúa yêu con đến cỡ nào. Chúa Giêsu trả lời đến cỡ này, hình ảnh tại thập tự giá. Chúa yêu chúng ta đến như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúng ta là những người đã định cho sự chết đời đời, nhưng mà Chúa Ngài đã yêu chúng ta đủ để ban cho chúng ta tất cả như cần thiết để chúng ta được phục hồi, được làm người nhà của Chúa. Tất cả những phước hạnh ở trong Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã dành lại là phải và amen cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Anh xin Chúa Ngài ban ơn. Điều ước ao của chúng tôi là Chúa Ngài sẽ làm việc cho anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn của Chúa. Cho tôi chia sẻ điều này trước khi chúng ta cùng cầu nguyện. Chiều hôm qua có một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời đối với tôi. Tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà cũng trải qua những đau đớn mà chúng ta nói đến ở trong sứ điệp ở trong ngày hôm nay. Khi những việc xảy ra ở chỗ này chỗ khác, người ta làm, người ta ra đi, người ta nói xấu đủ một thứ hết, thì mỗi ngày một chút, mỗi việc một chút. Nhất là những câu nói của những người ra đi là Chúa Ngài phán với chúng tôi rằng phải rời VBC ngay lúc này. Tôi chạy đến với Chúa, tôi hỏi là Chúa, nếu thật đó là Chúa Ngài phán và biểu những người đó đi ra, tại sao Chúa không nói với con? Nếu họ đúng thì có cái gì sai trật về con mà Chúa không còn phán với con nữa. Bắt đầu nó đặt một cái gốc nào đó, nó giới hạn cái việc chúng tôi xác nhận một cách chắc chắc chắn rằng mình nghe được tiếng phán của Chúa. Chị hôm qua có một kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Tôi được mời để hướng dẫn một cái khoảng thời gian cầu nguyện cho một cái chương trình cầu nguyện là Houston được phục hồi ngay bây giờ. Nó có các chức vụ mà chúng tôi đã từng làm việc với, chúng tôi hiệp lại với nhau. Và có một vị mục sư hướng dẫn một hội thánh có 500.000 tín đồ từ Nigeria đã được đến, và ông đã nhận lời mời để hướng dẫn lời của Chúa. Tôi nhớ tôi đã chuẩn bị một cái lời cầu nguyện ở trong lòng cho cái buổi đó, vì tôi đã được mời nhiều ngày. Và trước khi tôi đứng lên để hướng dẫn đến cái phiên của mình, tôi nghe Chúa nghe bảo tôi rằng con hãy cầu nguyện ECGN 37 trên thành phố Houston này cho hội thánh của Chúa. Và cảm ơn Chúa, tôi vâng lời. Ông cũng Kinh Thánh đi lên và tôi đọc cái điều đó ra. Họ giao cho tôi phải cầu nguyện trong tiếng Việt trong cái khoảng thời gian mà đại diện có 7 cái ngôn ngữ, và đại diện cho tất cả các ngôn ngữ ở trên thành phố Houston này được dùng để ngợi khen thờ phượng Chúa. Tôi đọc ECGN 37 trong cái câu mà Chúa bảo tiên tri của Chúa: hãy tiên tri với các bộ xương khô này, hãy nói với hơi thở của Đức Chúa Trời, hãy phú hơi thở trên các bộ xương này. Các xương đã được ráp lại, đã có gân, có thịt, có da lắp vào rồi nhưng chưa có sự sống. Và tiên tri với gió, 4 gió từ 4 hướng thổi trên thành phố Houston. Cảm ơn Chúa, khi tôi cầu nguyện trong tiếng Việt xong và cầu nguyện qua tiếng Anh công bố thì hội trường thay đổi. Con dân của Chúa tràn đầy cái sự vui mừng, họ hét lên trong sự cảm tạ Chúa khi chúng tôi công bố hội thánh của Chúa tại Houston này phải sống. Nhưng mà rồi những cái gì mà người ta nói ra nói vào về việc đồn tiếu vân vân, tôi bước xuống và tôi nói rằng tại sao mình được giao cho cái trách nhiệm lên hướng dẫn cầu nguyện thì cứ cầu nguyện điều đó, sao lại hướng dẫn cái lời cầu nguyện như thế này? Và cảm ơn Chúa, Chúa dùng đầy tớ của Chúa. Ông lúc đó không có mặt nhưng mà ông bước lên bục giảng. Anh cho em biết phần Kinh Thánh ông giảng là gì không? Ezechiel 37. Sự điệp là Houston sẽ được phục hưng vì không có thần của Đức Chúa Trời, không phú hơi thở vào thì Houston, hội thánh của Chúa chỉ là những bộ xương khô thôi. Và ngợi khen Chúa. Tôi ngồi đó và rung ở trong sự hiện diện của Chúa, rung rẩy trong sự hiện diện của như nước mắt tuôn trào. Và cảm ơn Chúa vì sự phục hồi của Ngài. Có những cái thấy dường như là vô lý, nhưng khi vâng lời Chúa thì việc đều có lý. Amen anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên trong ơn của Chúa trong thời gian này. Hallelujah. Ai cần được sự chữa lành cho những thương tổn, cho những điều chúng ta đã buồn Chúa, cho những điều mà chúng ta đã thắc mắc với Chúa, cho tôi cầu nguyện cho những anh chị em đó. Những người khác, nếu anh chị em không có những thương tổn, không có những thắc mắc, có những điều chúng ta không giải thích được và đời sống của chúng ta với Chúa vẫn đang tốt đẹp, mối tương giao của chúng ta với Chúa vẫn đang tốt đẹp, cầu nguyện cho những người khác. Lời mà tôi cầu nguyện tới đây dành cho những ai có những thương tổn ở trong lòng. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Trời cho chúng con cảm ơn Ngài, Chúa định cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúa biết chúng con sẽ đối diện với những khó khăn trong đời sống trong thời điểm này. Và 2000 năm trước, Chúa đã soi sáng để bác sĩ Luca đã ghi lại cho chúng con Công vụ chương 16 này. Để chúng con thấy gương của sứ đồ Phaolô đã chọn ngợi khen Chúa. Không chỉ cầu nguyện mà thôi, nhưng khi ông chuyển qua sự ngợi khen thì phép lạ của sự bảo vệ của Chúa, giải cứu của Ngài đã xảy ra. Thiên đàng đã chạm đến đất, cớ mục, xiềng xích rớt xuống khỏi những tù nhân. Phaolô, Si-la được cứu, gia đình của người Đề Lao được cứu, hội thánh của Chúa được thành lập. Chúng con ngợi khen Ngài. Phaolô bởi sự soi sáng của Chúa đã nhận biết ông là tội khôi, ông là đứng đầu trong tất cả những tội nhân. Nhưng vì Chúa yêu và chọn gọi ông về, cho nên ông biết chắc một điều rằng tình yêu của Chúa là điều mà không có một điều gì ở trên trần gian này, việc bây giờ và việc hầu đến cũng không thể kéo chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Để ông chọn cả đời Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em của chúng con, những ai có những tổn thương trong những ngày qua, có những điều mà chúng con thất vọng, chúng con đánh mất cái niềm hy vọng của mình bởi vì con cái của chúng con cầu nguyện cho nó nhưng việc không xảy ra như điều chúng con cầu xin. Chúng con giao đuổi việc trở lại trong tay của Ngài, đấng có quyền để giải cứu, chữa lành, can thiệp. Chúng con đặt lòng tin trọn vẹn nơi thời điểm của Ngài. Xin chữa lành và ban phước phục hồi đời sống của các anh chị em con. Và chúng con cầu nguyện cho những người mà chúng con đã buồn lòng, vì khi chúng con thấy Chúa làm cho những người khác, Ngài chữa lành, Ngài nâng đỡ, Ngài khích lệ, nhưng chúng con thì không. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Ngài trong thời gian này, và nhận biết được rằng chương trình đời đời của Chúa đôi khi không giống như những điều chúng con mong đợi tại trần gian này. Giúp đỡ để chúng con nhìn vào trong lăng kính của đời đời mà chúng con lại trở lại ngọt ngào trong sự tương giao với Chúa, ăn nuốt lời của Ngài, và có thể thốt lên rằng lời Chúa là ngọt ngào hơn cả mật của tặng ông. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh tự do hành động, đi qua đi lại ở trong phòng thờ phượng này, rờ chạm, rịt lành, sức dầu cho em, để chúng con hết thảy để sẽ ra về lành lặn trong công việc và chức vụ, cũng như sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì sự xác nhận của Ngài rằng Chúa yêu chúng con. Không có bất cứ điều gì có thể kéo chúng con ra khỏi tình yêu đó. Ngài chẳng những yêu chúng con mà Ngài đã có ý định sẽ khiến cho chúng con chẳng những thắng, nhưng mà thắng bội phần. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em tiếp tục hướng lòng về Chúa và cầu nguyện cho nhau. Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta. Xin Chúa Ngài dầm thấm chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để chúng ta sẽ đứng chung với anh chị em chúng ta, đưa vai vào để gánh chung với anh chị em chúng ta khi họ trải qua những sự khó khăn. Đừng mắc mưu ma quỷ, lên án, chụp mũ, vu khống. Đừng ăn ké như đám đông, không biết gì hết nhưng cũng nhảy vào, nhưng mà sẽ là những người cùng mang gánh nặng với anh chị em của mình, để cùng nhau chúng ta tấn tới trong bước đường đi theo Chúa. Theo dõi con cầu nguyện, xin giờ này Chúa bắt em cho hết thảy chúng con một cách tươi mới trong tình yêu của Ngài, khiến cho từng tế bào thớ thịt của chúng con tràn đầy tình yêu của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mỗi chúng con cái tươi mới trong tay của Ngài. Xin thực hiện ý định đời đời của Ngài trên cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể kết thúc như lời của Chúa dạy. Chúng con cầu nguyện, xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên trên đời sống chúng con, gia đình chúng con, hội thánh của Chúa, thành phố này, đất nước này, quê hương của chúng con, như Chúa đã định ở tại thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước cho anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa, và chúng ta sẽ cùng nhau hưởng những phước hạnh Chúa Ngài ban cho. Đặc biệt là các anh chị em đã ghi danh để học Thánh Kinh mùa hè, tôi mong đợi để có thời giờ để học Kinh Thánh với các anh chị em ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại ngày mai và suốt tuần tới, để chúng ta cùng nhau hưởng những giây phút chúng ta học hỏi lời Chúa chung với nhau. Xin Chúa ban phước và hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi thờ phượng tới trong ơn của Chúa. Amen. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.